Phật thuyết Đại thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển 38, phẩm 11, Tuệ Thù Thắng Ba La Mật Đa, phần 6. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, lực tất cả tánh đạo của Bồ Tát, đó là Bồ Tát đối với chánh đặng chánh giác chỉ một mình không hai, tự dùng sức đại tinh tấn dũng mãnh, thân tâm nhiếp thọ, không mượn duyên khác hay nhờ người khác khai thị, mà tự thành tựu lực dụng to lớn, có khả năng mặc áo giáp kiên cố như vậy, hay đạt được những gì khó được của hữu tình. Những người mới phát tâm trụ Bồ Tát thừa chưa được nay được. Lại nữa, Bồ Tát có khả năng thấy tất cả những gì mình khó thấy, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thắng tuệ cũng là như vậy. Lại nữa, người mới phát tâm không thể kiến lập ba la mật đa, nhưng Bồ Tát thì lại có khả năng kiến lập các ba la mật đa. Nói tóm lại, cho đến giác ngộ rộng lớn, gieo trồng căn lành cũng không thể sánh kịp. Bồ Tát đối với pháp hạnh này, chỉ một mình không hai, đến Bồ Đề Tràng, ngồi tòa kim cang, nhiếp phục ma lực, trong một sát na tương ương tuệ thù thắng, đối với quả chánh đặng chánh giác bình đẳng quyết định không còn thoái chuyển. Này Xá Lợi Tử, đây là Đại Bồ Tát, thực hành tuệ thù thắng Ba La Mật Đa nên đạt được thánh đạo thiện xảo của Bồ Tát. Sao gọi là duyên sinh thiện xảo của Bồ Tát? Bồ Tát này trong ngày đêm, ngồi yên một mình phát khởi thiện tầm từ suy nghĩ, uẩn do đâu mà khởi và nó sẽ nhờ lực nào? Do tác ý không đúng lý như vậy, nên phát sinh vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, ưu bi khổ não, và tùy phiền não phương tiện tập khởi. Lại nữa, do pháp như vậy không thể tạo tác và không chủ tể, đó là nhân thiện, nhân ác, nhân vô ký, tất cả chuyên sinh là các hữu tình đều có phần lượng, là căn nhân tăng thượng, căn nhân, nghiệp, nhân, quả nhân, có vô biên tế các nhân rốt ráo, tất cả tập hợp phát sinh tại đều biết rõ. Đây gọi là duyên sinh thiện xảo. Lại nữa, uẩn diệt. Sao gọi là diệt? Nếu diệt tác ý đúng lý thì vô minh diệt, vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì lão tử ưu bi khổ não diệt, từ đó đạt được trí như vậy. Lại nữa, duyên sinh thiện xảo là tất cả các pháp đều lệ thuộc vào sự hòa hợp của nhân duyên, tức là có khả năng gia trì, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không tọa giả. Bồ Tát không chấp trước vào các tướng ấy, nhưng đối với duyên sinh này, có khả năng kiến lập tất cả pháp Phật và tướng Bồ Đề, đối với hữu tận diệt, nên quán sát khéo léo, đối với vô tận diệt khéo nhiếp hóa hữu tình. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát thực hành tuệ thù thắng Ba La Mật Đa nên đạt được duyên sinh thiện xảo như vậy. Sao gọi là tất cả pháp thiện xảo của Bồ Tát? Tất cả pháp là hữu vi, vô vi. Các Bồ Tát đối với hữu vi, vô vi thiện xảo nên biết như vậy. Hữu vi thiện xảo nghĩa là nghiệp thiện của thân, miệng, ý. Quán sát hữu vi Bồ Đề hướng đến nhất thiết trí, đó gọi là hữu vi thiện xảo. Lại nữa, hữu vi thiện xảo là tích tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, năm pháp Ba La Mật Đa. Nếu lại đối với tuệ thù thắng Ba La Mật Đa được trí vô vi, đối với năm Ba La Mật Đa cũng không sợ bỏ, xin nam mong cầu tất cả Ba La Mật Đa, tin hiểu Bồ Đề vô lậu, hướng đến nhất thiết trí, đó gọi là vô vi thiện xảo. Lại nữa, hữu vi thiện xảo, nghĩa là hữu tình thực hành bốn nhiếp sự không bị chuyện đối khiển, tức là nhiếp thọ hữu tình, nhưng kỳ thật là nhiếp thọ vô ngã vô nhân. Đối với nhiếp sự thiện xảo không có dính mắc, tín hiểu Bồ Đề vô vi hướng đến nhất thiết trí, đó gọi là vô vi thiện xảo. Lại nữa, hữu vi thiện xảo nghĩa là đoạn các hành nghiệp trói buộc không thôi, tức là đoạn luân hồi và phiền não trói buộc. Đối với tướng Bồ Đề có sự nắm giữ trói buộc liên tục, phần nhỏ vi tế không có kết nghiệp, đây gọi là hữu vi thiện xảo. Lại nữa, đối với không vô tướng vô nguyện, dùng trí quán sát hiểu rõ nhân duyên các pháp, tu hành Bồ Đề nhưng không chứng Niết Bàn, đây gọi là vô vi thiện xảo. Lại nữa, tuy Bồ Tát sống trong ba cõi nhưng không bị phiền não trong ba cõi trói buộc, đây gọi là hữu vi thiện xảo. Nếu dùng trí hiểu rõ thoát khỏi ba cõi nhưng không lìa ba cõi, cũng không đọa lạc,
Đây gọi là vô vi thiện xảo. Nếu nói tất cả pháp thiện xảo thì nhất thiết trí đều là khái niệm. Nếu đối với nhất thiết trí, thông đạt viên mãn không bị tổn giảm, đây là thắng tuệ thiện xảo, tức là tất cả pháp thiện xảo. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát an trụ tuệ thù thắng Ba La Mật Đa, đối với tuệ thù thắng đạt được 10 thiện xảo như vậy. Này Xá Lợi Tử, sao gọi là tuệ thù thắng, sao gọi là Ba La Mật Đa? Tuệ thù thắng là quán sát biết rõ pháp thiện bất thiện, đó gọi là tuệ thù thắng. Phân biệt vô lượng pháp môn như thật, đó gọi là tuệ thù thắng. Thông đạt các kiến được pháp vô ngại, đó gọi là tuệ thù thắng. An trú tất cả chánh nguyện, nhân kỳ thật xả các nguyện cầu, đó gọi là tuệ thù thắng. Liệt các phiền não, được mọi khinh an, đó gọi là tuệ thù thắng. Các đức mọi phan duyên được pháp vui lớn, đó gọi là tuệ thù thắng. Tùy nghĩa quán sát, đó gọi là tuệ thù thắng. Được an trụ pháp phần bồ đề, đó là tuệ thù thắng. Biết rõ như thật về pháp tướng vô tướng, đó là tuệ thù thắng. Dùng trí quán chiếu, biết rõ thể tánh của các pháp, đó là tuệ thù thắng. Thoát khỏi mọi hiểm nạn không bị chướng ngại, đó là tuệ thù thắng. Nhiếp thọ chánh đạt, đó là tuệ thù thắng. Đối với các thiện pháp khiến được thanh tịnh, đó là tuệ thù thắng. Các đức tập nhiễm phiền não, đó là tuệ thù thắng. Do trước tu chứng tất cả thiện pháp, đó là tuệ thù thắng. Đối với tự nhiên, khởi lên giác ngộ, dẫn giác hữu tình được xa lìa, đó là tuệ thù thắng. Không đắm trước ba cõi, đó là tuệ thù thắng. Đối với các thánh nguyện liên tục không gián đoạn, đó là tuệ thù thắng. Đem các vô tướng phục trừ biến kế, đối trị thanh tịnh, đó là tuệ thù thắng. Lìa mọi tối tâm ngu si, thành tựu tất cả hành địa tương ưng, đó là tuệ thù thắng. Đối với nhất thiết trí trí, tu đạo quang minh, đó là tuệ thù thắng, là con mắt sáng đối với vô minh tối tâm, đó là tuệ thù thắng. Tên hiệu nhãn căn vô lậu như vậy, đó là tuệ thù thắng. Đối với cảnh đối tượng của mắt, vượt hơn mọi nghĩa thù thắng, đó là tuệ thù thắng. Xuất ly chân thật điều phục không lay động, đó là tuệ thù thắng. Trí tuệ chiếu sáng không có cùng tận, đó là tuệ thù thắng. Biến nhất thiết xứ không có trái nhau, đó là tuệ thù thắng. Đối với đạo giải thoát luôn luôn cao sáng, đó là tuệ thù thắng. Lìa các phiền não và pháp chướng ngại đều không chung nhau, đó là tuệ thù thắng. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát dùng tuệ thù thắng như vậy nên có thể hiểu rõ tâm hướng đến của tất cả hữu tình, nghiệp hạnh sai khác, các môn trần lao, cho đến dùng trí tuệ như vậy đối với chấp trì, có thể biết rõ hết tất cả thanh văn, bế chi Phật, tam biểu tam Phật đà, đó là tuệ thù thắng. Các Bồ Tát đối với cú nghĩa này, tất cả nên học. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Ba La Mật Đa nghĩa là tuệ thù thắng, biết rõ tất cả pháp thiện, bất thiện, đó là Ba La Mật Đa. Nói tóm lại, cho đến đối với cú nghĩa, nghĩa này tất cả nên học, đó là Ba La Mật Đa. Lại nữa, viên mãn hạnh thù thắng của Bồ Tát, đó là Ba La Mật Đa. Viên mãn nhất thiết trí trí, đó là Ba La Mật Đa. Không đấm trước vào pháp hữu vi vô vi. Vi vô vi, đó là Ba La Mật Đa. Vì khiến hữu tình giác ngộ lỗi lầm của luân hồi, đó là Ba La Mật Đa. Có khả năng chỉ rõ pháp tạng vô tận, đó là Ba La Mật Đa. Liệu mọi phan duyên, giải thoát viên mãn, đó là Ba La Mật Đa. Đối với bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tiền định, thắng tuệ, khiến hết tất cả đều được giác ngộ, đó là Ba La Mật Đa. Thiện xạo rút réo đối với cảnh giới hữu tình, dẫn dắt tất cả. Vì khiến viên mãn pháp nhẫn vô sinh, đạt đến địa không thoái, đó là Ba La Mật Đa. Viên mãn cõi Phật, hóa độ hữu tình đến Bồ Đề Tràng, trừ các ma oán, viên mãn tất cả pháp Phật, đó là Ba La Mật Đa. Lại có khả năng kiến lập chánh pháp Đại Thừa Bồ Tát Tạng, đó là Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, các Bồ Tát đối với chánh pháp Tạng này, học như vậy rồi sẽ đạt đến bờ giác. Thế nên đối với tất cả Ba La Mật Đa của Đại Thừa này, nên học như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu thiện nam thiện nữ nào đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng này mà thọ trì độc tụng, khai thị rộng rãi, diễn nói cho mọi người, nên đều được 10 công đức khen ngợi. Một, sau khi chết thông đạt tất cả sự nghiệp. Hai, được sinh vào dòng thánh. Ba, đầy đủ danh tiếng. Bốn, lời nói ra được mọi người hoan hỷ tin theo. Năm, được giàu có vô lượng. Sáu, được trời người kính mến. Bảy, làm chuyển luân vương. 8. Được sinh lên Phạm Thiên. 9. Nguyên trong bản chữ Phạn Thiếu. 10.
dù ở đâu cũng được tâm Bồ Đề, không có thoái thất. Lại nữa, đạt được 10 công đức khen ngợi. 1. Không sống chung với các loại ni càng đà. 2. Không khởi ngã kiến. 3. Không khởi nhân kiến. 4. Không khởi chúng sinh kiến. 5. Không khởi thọ giả kiến. 6. Không khởi thường kiến. 7. Không khởi đoạn kiến. 8. Nên xả bỏ các ngọc báu đẹp. 9. Phát tâm tịnh tính thường tích xuất gia. 10. Mau chóng hiểu rõ danh cứu văn. Lại nữa, đạt được 10 công đức khen ngợi. 1. Chánh niệm. 2. Thông minh lanh lợi. 3. Tổng trì. 4. Thắng tuệ. 5. Sát na được đầy đủ. 6. Được túc trụ niệm. 7. Tánh ít tham dục. 8. Tánh ít sân nhuế. 9. Tánh ít ngu si. 10. Không bị lửa dữ trong bao cõi thiêu đốt. Lại nữa, đạt được 10 công đức khen ngợi. 1. Tuệ thù thắng hy hữu. 2. Tuệ thù thắng khen an. 3. Tuệ thù thắng diệu mạnh lanh lẹ. 4. Tuệ thù thắng nhanh chóng. 5. Tuệ thù thắng to lớn. 6. Tuệ thù thắng thậm thâm. 7. Tuệ thù thắng quyết trạch. 8. Tuệ thù thắng vô ngại. 9. Hiện tiền được Thế Như Lai và có khả năng dùng kệ khen ngợi Như Lai. 10. Cùng Như Lai thâm tâm vấn đáp. Lại nữa, đạt được 10 công đức khen ngợi. 1. Có thể dẫn dắt bảo hộ các ác tri thức. 2. Giải thoát các trói buộc của ma. 3. Phá các quân ma. 4. Đoạn các hoặc nhiễm. 5. Đối với các hành nghiệp có khả năng trừ phục kiêu mạn. 6. Hướng đến các nẻo thiện. 7. Hướng đến cửa niết bàn. 8. Bố thí, nhận thí, vượt mọi luân chuyển. 9. Theo học tất cả đạo Bồ Đề. 10. Thuận tất cả lời dạy của chư Phật. Này sẽ lời tự đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng và nên thọ trì đọc tụng, ca thị rộng rãi và nói cho mọi người đều đạt được công đức khen ngợi như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền lập lại bằng kệ rằng: Những bậc có trí lớn, khéo rõ văn cú nghĩa, thọ trì kinh vô này được vô lượng thắng tuệ, tỳ kheo pháp sư ấy, thường hành pháp thí này, thọ trì kinh vô này, xin hoan hỷ tối thắng. Vì mọi người nghe pháp, tuy nói pháp như vậy, thọ trì kinh vô này, được công đức khen ngợi, được thắng tuệ này rồi, đối pháp không tổn giảm. Đối với thắng niệm lực, hãy diễn câu vô thượng. Người khéo nói pháp yếu, thường khen lời Phật dạy, thọ trì kinh vô này, thường đầy đủ đa văn. Người nghe rồi thọ trì, không đắm trước văn tự, tuy nghĩa thường quán sát, tăng trưởng trí tuệ Phật. Do trí tuệ vô biên, thâm đạt thắng nghĩa đế, tuyên bố khắp mười phương. Nghe rồi được khen ngợi, tham, nhuế và si mê, từ đó được giảm dần, tâm thanh tịnh tối thượng. Nghe rồi được khen ngợi, thọ dụng mọi tiền của, xương dương nghĩa như thật, hiểu rõ phi chân thật, bỏ nhà cầu giải thoát, thích sống nơi vắng lặng, nghe pháp thường không chán, thưa hỏi Đức Thế Tôn, pháp thí không sang lận, khiến trí tuệ tăng trưởng, trong sạch không giảm mất. Khi Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bạn Xá Lợi Tử, nay Xá Lợi Tử, các Bồ Tát này đối với hạnh tuệ thù thắng Ba La Mật Đa, nên dũng mãnh dùng bốn nhiếp pháp, nhiếp thọ, hữu tình. Bốn pháp ấy là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Sao gọi là bố thí? Ấy là bố thí tiền, bố thí pháp và thí vô ý. Sao gọi là ái ngữ? Là lời nói nhẹ nhàng đối với người nghe pháp. Sao gọi là lợi hành? Là ý luôn vui vẻ hòa thuận viên mãn đối với mình và người. Sao gọi là đồng sự? Là đối với trí này khởi lên tưởng công đức, giúp thọ hữu tình an trụ vào pháp này. Lại nữa, người bố thí, nghĩa là ý phải hết sức thanh tịnh đối với tất cả những ai đến xin. Ái ngữ là đoạn mọi tập hợp, lợi hành là khiến không thối lui, đồng sự là hồi hướng đại thừa. Lại nữa, bố thí là tùy chuyển tâm đại bi không có hối tiếc. Ái ngữ là tùy tâm hỷ xả. Lợi hành là vì các hữu tình, thân tâm dũng mãnh, mặc đại giáp trụ. Đồng sự là tâm xả cao thấp, hướng đến nhất thiết trí. Lại nữa, bố thí là như pháp mong cầu, bỏ mọi tài sản tư cụ. Ái ngữ là đem chánh pháp hướng dẫn mọi người. Lợi hành là tự lợi lợi tha, đều khởi bình đẳng. Đồng sự là lợi ích các hữu tình, đồng khởi tâm nhất thiết trí.
Lại nữa, bố thí là tự xả tất cả pháp trong ngoài. Ái ngữ là đối với các pháp thực hành, công đức trí tuệ, thiện quyền khen ngợi. Lợi hành là xả bỏ mọi tư lợi, chuyển đổi lợi tha. Đồng sự là thành thục bồ đề. Ví như trái Amala lặt trong lòng bàn tay, đem ban cho mọi người không còn khiếp nhược. Lại nữa, này xá lợi tử, pháp thí nghĩa là khi mình nghe pháp rồi đem diện nó cho mọi người. Ái ngữ là khai thị chân chánh không mong báo đền. Lợi hành là diện nó cho mọi người không biết mệt mỏi. Đồng sự là đối với nhất thiết trí ham thích pháp thậm thâm, tâm không xa lìa. Lại nữa, pháp thí là đối với người nghe pháp nói không tán loạn. Ái ngữ là đến các phương xa khác diện nói các pháp. Lợi hành là vì cầu nghĩa của chánh pháp mà cung cấp các thứ đồ ăn, thức uống, y phục, ngoại cụ, thuốc thang cho đến dùng thân che chở các pháp sư. Đồng sự là khiến chúng tánh huân tập an trụ. Lại nữa, pháp thí là tối thượng hơn tất cả các thí. Ái ngữ là phân biệt nghĩa lợi. Lợi hành là theo nghĩa chứ không theo văn cú. Đồng sự là khiến viên mãn tất cả pháp Phật. Lại nữa, bố thí là bố thí Ba La Mật Đa. Ái ngữ là trì giới, dẫn nhục Ba La Mật Đa. Lợi hành là tinh tấn Ba La Mật Đa. Đồng sự là thiền định, thắng tuệ Ba La Mật Đa. Lại nữa, bố thí là Bồ Tát mới phát tâm. Ái ngữ là Bồ Tát thực hành hạnh thắng giải. Lợi hành là Bồ Tát trụ địa không thoái. Đồng sự là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Lại nữa, bố thí là trụ căn Bồ Đề. Ái ngữ là làm hạt mầm Bồ Đề phát triển. Lợi hành là nở hoa Bồ Đề. Đồng sự là kết trái Bồ Đề. Này xá lợi tử, thế nên các đại Bồ Tát trong nhiều kiếp dùng bốn sự nhiếp thọ hữu tình đối với hạnh Bồ Đề, các Ba La Mật Đa có khả năng tùy chuyển. Đối với bốn nhiếp sự ấy là còn có vô lượng vô biên nhiếp sự khác nữa. Khi ấy Đức Phật bảo xá lợi tử, này xá lợi tử, Đức Đại Uẩn Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác, vì Thái tử tinh tấn hạnh mà khai thị đạo Bồ Đề và được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại khen ngợi. Lúc đó, Thái tử tinh tấn hạnh ở chỗ Đức Phật ấy nghe chánh đạo Bồ Đề như vậy và nghe chư Phật ba đời khen ngợi hết sức vui mừng vì được thiện lợi, là trải qua 99 câu chi năm, dùng các món đồ ăn, thức uống, y phục, ngoại cụ, thuốc thang, cúng dường tôn trọng tán thán Đức Đại Uẩn Như Lai và chúng thanh văn ấy. Này xá lợi tử, Đức Đại Uẩn Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác, liền thọ ký cho Thái tử thành chánh đặng chánh giác Bồ Đề. Phật thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển 39, phẩm 11, Tuệ Thù Thắng Ba La Mật Đa, phần 7. Khi ấy Đức Phật bảo xá lợi tử, này xá lợi tử, các ông chớ cho rằng Thái tử tinh tấn hạnh được thọ ký rồi mà khởi lên dị kiến sinh nghi hoặc. Vì sao? Vì Thái tử tinh tấn hạnh này đã trải qua thời quá khứ 99 câu chi năm, thân cận cúng dường tôn trọng tán thán Đức Đại Uẩn Như Lai và chúng thanh văn, cũng đem các món đồ ăn, thức uống, y phục, ngoại cụ, thuốc thang tinh cần cung cấp không thiếu thứ gì. Vì bản nguyện nên Đức Thế Tôn ấy đã thọ ký chánh đặng chánh giác cho Thái tử rằng, đời vị lai qua A Tăng kỳ kiếp, ông được thành Phật hiệu là Bảo Thân Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy có 80 na cho đa đại chúng thanh văn, đều là A-la-hán, là dứt sạch các lậu, không còn phiền não, tâm được tự tại đến bờ giải thoát. Này xá lợi tử, vào thời điểm đó có vua ra đời, tên là Thiện Hiện. Vị vua ấy chỉ đem thiện pháp hóa độ cai trị dân chúng, chuyển bánh xe chánh pháp, tu hành tinh tấn, bốn bộ binh nghiêm vệ, đầy đủ bảy thứ báu như luân báu, voi báu, ngựa báu, ma đi báu, nữ báu, chúa binh báu, chúa tạng báu. Bảy báu như vậy thù thắng không ai sánh bằng, là có thành lớn tên là Diêm Phù Đàn Kim. Đông Tây của thành ấy rộng 12 du thiện na, Nam Bắc bằng nhau 7 du thiện na. Nhân dân trong nước ấy lìa các gian khổ, những vật cần dùng đều như ý, có thần thông lớn hưởng mọi thú vui thù thắng vi diệu. Hữu tình sống trong thành ấy đông đảo như vậy. Trong thành ấy lại có trưởng giả tên là Thiện Tuệ.
đầy đủ trân báu thọ dụng không thiếu, các kho chứa của ông ta đều đầy ắp cả. Ông ta đã từng gieo trồng các căn lành ở nơi các đức Phật và được chư Phật ấn khả. Này Xá Lợi Tử, khi đức bảo thân Như Lai ứng cúng chánh đạn chánh giác, quan sát trưởng giả thiện tuệ ấy và biết được căn cơ của ông ta có thể nắm giữ chánh pháp Bồ Tát Tạng là pháp khí của chư Phật. Biết như vậy rồi, đức Như Lai bảo thân liền đến chỗ ấy hiện đại thần lực, ngồi kiết già ở giữa hư không, tùy ứng mà nói đạo pháp Bồ Tát, nhưng lại khen ngợi chư Phật ba đời. Này Xá Lợi Tử, khi trưởng giả ấy nghe pháp rồi, thâm tâm ngưỡng mộ tín hiệu thanh tịnh, vui mừng khôn xiết, suốt trong ngàn năm đem các đồ ăn thức uống, y phục ngoại cụ, thuốc thang và các món cần dùng lễ bái cúng dường, tôn trọng tán thán đức Như Lai bảo thân và chúng thanh văn. Tuy mãn ngàn năm làm việc như vậy, nhưng không biết biến nhát mệt mỏi, là còn phát thệ rằng con nguyện sẽ thành chánh đạn chánh giác. Nghe lời thề này, đức Như Lai ấy liền tỏ ký. Này Xá Lợi Tử, ông chớ cho rằng trưởng giả này được tỏ ký mà khởi lên dị kiến nghi hoặc. Lúc đó ta nguyện cầu Bồ Đề cũng đem các món đồ ăn, thức uống, y phục, họa cụ, thuốc thang trong ngàn năm cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán đức Như Lai bảo thân và chúng thanh văn, nhưng đức Thế Tôn ấy không thọ ký cho ta thành chánh đẳng chánh giác. Khi ấy đức bảo thân Như Lai bảo thiện tuệ, đến đời vị lai của A Tăng Kỳ Kiếp, ông sẽ thành Phật hiệu là Như Đăng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ tế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Trong pháp đức Phật ấy, có vua tên là A Xà Thế, vua ấy có thành tên là Liên Hoa Cụ Túc, nhân dân trong nước ấy liệt các khổ nạn, luôn được an ổn, tùy ý thành tựu. Này Xá Lợi Tử, của vào thời điểm đó có vua tên là Đại Sa La, vua sinh hạ một người con tên là Cụ Túc Đăng, oai đức tự tại, diện mạo đoan chánh, các tướng đầy đủ, mọi người yêu mến, kho tàng đầy ắp, thọ dụng không thiếu. Khi ấy vua A Xà Thế đem nửa bờ cõi giao phó cho thái tử. Sau khi Cụ Túc Đăng lên ngôi, cũng đem thiện pháp giáo hóa nhân dân. Này Xá Lợi Tử, Cụ Túc Đăng này về sau hạ sinh thái tử, sắc tướng đoan nghiêm, tròn đầy tối thắng, thanh tịnh trong sạch cũng như ao hồ, đầy đủ 32 tướng đại nhân, ánh sáng rạng ngời cũng như vầng mặt trời. Thấy thế vua sinh tâm vui mừng, liền đặt tên là Nhiên Đăng, và đồng thời cho mời Bà La Môn đến xem tướng thái tử. Sau khi xem tướng xong, Bà La Môn tâu với vua rằng: Tâu đại vương, thái tử đã từng gieo trồng thiện căn đời trước, nhờ thiện ấy nhất định thành chánh đẳng chánh giác, không lâu được đại thần thông. Lúc ấy thiên tử Tịnh Cư ở trời Sắc Cô Cánh bỗng nhiên biến mất, đến chỗ thái tử đảnh lễ sát chân, dẫn quanh bên phải thái tử ba vòng, rồi nói kể rằng: Thuở xưa trồng nhân lành, tích tập các công đức, ngộ Bồ Đề vô thượng, cũng như cờ thắng tiên, trai tráng đủ oai thế, giờ đổi nhanh như gió, bị già lão xâm nhập, thế gian có gì vui, bị già yếu bức bách, chán khổ cầu giải thoát, phải nên khéo suy nghĩ. Hình bóng không lâu dài, lành thay bậc đại trí, mau chóng cầu xuất ly, đối với đạo Bồ Đề, trì tịnh giới kiên cố. Nói kể rồi, đến lúc đầu đêm thiên tử Tịnh Cư liền bị thái tử kỉnh giác khai thị, khiến sinh lòng tin hiểu, rời nhà xuất gia sẽ chứng quả chánh đạn chánh giác, đầy đủ đại oai đức danh tiếng vang xa. Nhận lời dạy ấy rồi, thái tử đối với giáo pháp của Đức Phật siêng năng tinh tấn, tín hiệu các pháp, tùy thuận tu học pháp chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, nghe tên thái tử rồi nhà xuất gia chứng đắc quả chánh đẳng chánh giác, vua Cụ Túc Đăng liền sai sứ giả đến chỗ Phật Nhiên Đăng thưa rõ về giáo sắc của vua. Sứ giả đến thưa: Cố xin đại từ thương xót con, ngay bây giờ xin hãy mau chóng trở về, nếu đức Thế Tôn không về, tức thời con sẽ nghiêm giá bốn bộ binh đến đây. Này Xá Lợi Tử, lúc đó vua Cụ Túc Đăng lại cho triệu tập quần thần của Nhật bàn luận về việc này. Sau khi bàn luận xong, tức thời nghiêm giá cung nghênh đức Thế Tôn. Khi đến nơi, tất cả vua tôi, quần thần đều thấy thân tướng đức Phật đoan nghiêm thù thắng đặc biệt, khen chưa từng có. Thế thế tất cả đều cung kính đảnh lễ sát chân đức Phật thưa: Thưa Thế Tôn, vua Xà Thế thâm tâm thương xót,
làm nhiều ích cho chúng con. Này Xá Lợi Tử, lúc đó Đức Diên Đan Như Lai nhận lời vua mời rồi, và đồng thời vua cùng với 20 câu chi vua khác, các quyến thuộc và 4 binh chúng theo Đức Thế Tôn trước sau vây quanh đi về cung vua. Khi về đến cung rồi, vua dùng y phục, đồ ăn, thức uống, giường, mền, thuốc thang và đầy đủ tất cả nhạc cụ, các món yêu quý dâng lên cúng dường. Lúc đó Đức Thế Tôn vì nói pháp yếu, độ thoát nhiều người. Sau khi được độ thoát, tất cả đều đảnh lễ sát chân Phật, nhìn quanh bên phải 3 vòng, rơi lệ thương khóc luyến mộ sâu xa. Lúc đó Đức Như Lai Nhiên Đăng lại cùng với 20 câu chi Đại A-La-Hán đều đến đại thành liên hoa cụ túc của vua A-Xà-Thế. Này Thái Tử, nghe Đức Như Lai Nhiên Đăng đến thành này, vua A-Xà-Thế liền ra lệnh nhân dân và làm sạch các nẻo đường ở trong thành, dẹp sạch tất cả ngói, gạch, gai, gốc, rẫy nước hương thơm, quét sạch bụi bặm, là các loại hoa nổi tiếng cả đến ngang đầu gối. Lại đặt các bình hương báu nghi ngút trầm hương, đủ loại y báu treo khắp mọi nơi, đánh trống gõ sừng, thổi ốc âm thanh phát ra liên tục. Hương hoa vòng hoa nhiều vô lượng, trang nghiêm thù thắng vi diệu từ xưa đến nay chưa từng có. Nhân dân nước đó theo khả năng cúng dường, không có việc mua bán đổi chác, mà chỉ có vua thích quán sát. Này Xá Lợi Tử, lúc đó vua A-Xà-Thế lại đem các thứ hương hoa, anh lạc, hương xoa, hương đốt, y phục lụa là, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc ca tụng, tán thán phụng, nghinh Như Lai. Ở ngay trong cung là bái cúng dường, lúc đó tâm vua hoan hỷ cùng tột, tâm tốt đẹp phi diệu, tâm không chướng ngại, tâm lìa nhiệt não, sống trong an ổn. Này Xá Lợi Tử, là có các trưởng giả cư sĩ Bà La Môn cùng cúng dường các món như trên, đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân, chiêm ngưỡng không chán. Lúc đó có một phạm chí tên là Diệu Bảo, cùng với đồ chúng 500 người, thường ở bên bờ sông Hy Mạc, thọ trì 3 pháp mạng Đà La như pháp Ni Kiền Tra, pháp Ca Trai Bà, pháp Ác Sát La Bát Nại. Lúc đó đồ chúng đều thông đạt 3 pháp này, đồ chúng này tự ký biệt tụng văn cú này cho là pháp tối thắng nhất thế gian, là đại trượng phu, là quỷ phạm sư. Này Xá Lợi Tử, lúc đó lại có phạm chí Bảo Vân, cũng cùng với đồ chúng 500 người, học tập các pháp đó, tự cho là đạt được cứu cánh. Khi ấy Bảo Vân thưa với thầy mình rằng, con đã thông đạt được pháp này, con nay con muốn trở về chỗ cũ, nếu con chẳng có gì hơn, chỉ có 500 tiền kính dâng lên thầy để gọi là công ơn dạy dỗ. Sau khi thưa xong, bà Vân lần lượt đi qua nước ấp xóm làng, rồi đến đại thành cụ túc. Thấy thành ấp trang nghiêm thù thắng phía diệu, thấy thế bà Vân liền hỏi mọi người, nay trong thành này có việc gì mà trang nghiêm thù thắng như thế? Mọi người trả lời, nhân giả nên biết, nay có Đức Phật Nhiên Đăng cùng với 80 câu chi vị Đại A-La-Hán, 84.000 chúng Đại Bồ-Tát, hiện đang ở vương cung, vì nó chánh pháp đồ tát tất cả. Do thế nên hôm nay nhân dân trang nghiêm đẹp như vậy. Nghe mọi người trình bày như vậy, bà Vân phát tâm thanh tịnh vui mừng khôn xiết, liền suy nghĩ, Đức Phật ra đời rất khó gặp, như hoa ưu bát la chỉ nở mở một lần, ta nay nên kiếm tiền mua hoa rải cúng Đức Phật. Nghĩ thế rồi ông ta lần lượt đi và gặp một cô bé. Trên tay cô ta đang cầm 7 cánh hoa ưu bát la. Thấy thế Bảo Vân liền nói với cô bé, này bé, hoa này ở đâu mà thù thắng với diệu thế này? Này ta muốn mua số hoa này với giá 500 tiền để kết thành tràng hoa dâng cúng Đức Diên Đăng Như Lai. Cô bé nghe danh hiệu Phật rồi, nhờ thiện căn đời trước mới nói như vậy. Nay thân này đọa trong sinh tử, nên tự khai ngộ. Nghe lời cô bé nói thế, Bảo Vân liền hỏi lại, vừa rồi bé nói lời gì thế? Cô bé thưa, trải qua A Tăng kỳ kiếp, xa xưa, cháu ở trong giáo pháp Đức Phật tích tập thiện lợi, hoặc là dùng trân châu, lưu ly, kim ngân, kha bối, voi, ngựa, trâu, dê, các loại xe cộ, thể nữ quyến thuộc, đầu mắt, tủy, não, thân, thịt, tay, chân, hoặc trong hoặc ngoài, tất cả loài vật đều đem bố thí, tinh hiểu sâu xa thanh tịnh, bỏ nhà xuất gia,
thực hành đạo Bồ Tát đối với tất cả pháp lìa mọi chướng ngại, không bỏ thân mạng, dù chỉ nhỏ như đầu hạt cải, sao ông khinh tôi thế? Nói xong, cô bé liền đem hoa ưu bắc la đến chỗ Đức Phật Diên Đăng, dâng lên cúng Phật. Đức Phật liền nhận. Lúc đó Đức Thế Tôn được 100.000 câu chi na do tha chúng cung kính vây quanh. Đức Phật ở trong chúng ấy cao đức oai vời, thanh tịnh rộng lớn. Thế thế cô bé khen chưa từng có, liền phát tâm tối thượng càng thêm vui thích. Nay Xá Lợi Tử, lúc đó Phạm Chí Bảo Vân cũng đến chỗ Phật, phát lòng tin thanh tịnh, đảnh lễ sát hai chân Đức Phật, chiêm ngưỡng tôn nhang mất không tạm rời, thấy mọi người đều đem pháp phục vi diệu dân cúng Đức Như Lai Diên Đăng. Thấy vậy, Bảo Vân liền suy nghĩ, nay ta làm sao để có pháp phục vi diệu cúng Phật? Nghĩ thế liền cởi áo gia nai dâng lên cúng Phật. Thấy thế, mọi người trong chúng hội đều sinh hủy báng. Lúc mọi người nói lời hủy báng ấy, áo gia nai bỗng nhiên biến thành bảy báu. Thấy vậy, tâm Bảo Vân hết sức vui mừng, phấn khởi vô lượng, liền dâng lên cúng Đức Như Lai Diên Đăng. Thưa rằng, cuối sinh Đức Như Lai thương xót con mà nhận cho. Đức Như Lai liền nhận. Sau khi Như Lai nhận xong, Bảo Vân liền đem 5 cánh hoa ưu bát la rải lên cúng Phật và chúng hội. Đồng thời, lại có vô số thiên tử cầm các loại thiên hoa như hoa mạng Đà La, hoa ma ha mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa, hoa ma ha mạng Thù Sa ra lên Đức Phật và ở giữa hư không trồi lên các nhạc trời, ca vịnh tán thán. Dùng sức thần tông hiện cho số hoa ưu bát la, hoa ấy ngàn cánh, dị hương ngào ngạt, quay tròn giữa hư không, hóa thành tàn hoa cúng dường. Nay Xá Lợi Tử, lúc đó Phạm Chí Bảo Vân ở chỗ Đức Như La Nhiên đang trải qua 12 năm phụng sự với tâm thanh tịnh, nhờ sức bản nguyện tinh tấn thù thắng ấy nên được búi tóc màu vàng rồng. Khi ấy Phạm Chí Bảo Vân thưa, cuối sinh Thế Tôn, an ủi thọ ký cho con, khiến tâm con được kiên cố, sớm thành chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển 40 hết. Phẩm 11, Tuệ Thù Thắng Ba La Mật Đa, phần 8. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đức Như Đa Như Lai ứng cúng chánh đạn chánh giác, ở trong ba đời dùng tuệ nhãn nhìn khắp nên biết tất cả. Lúc đó Phạm Chí Bảo Vân biết như vậy rồi, dùng đầu tóc vàng rồng của mình trải trên mặt đất. Tịnh Đức Phật, chúng Thanh Văn và các tỳ kheo khác bước lên tóc ấy và đi qua phía bên phải. Vì sao? Vì Đức Phật ấy bảo các tỳ kheo, Phạm Chí Bảo Vân trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Này Xá Lợi Tử, lúc Phạm Chí nghe Đức Phật thọ ký rồi, vui mừng phấn khởi, hiện đại thần thông ở giữa hư không, tức thời chấn đắc vô lượng 100.000 câu chi na do đa pháp môn tam ma địa, chẳng thể nêu bày hết. Dùng trí lực thần thông vượt qua phương đông hằng hà xa thế giới chư Phật Thế Tôn và được chư Phật ấy thọ ký rằng, đến đời vị lai quá vô lượng A Tăng kỳ kiếp, người sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy các phương Nam, Tây, Bắc, bốn phương trên dưới, chư Phật Thế Tôn cũng đều thọ ký như vậy. Này Xá Lợi Tử, Phạm Chí Bảo Vân nghe chư Phật đồng thọ ký rồi, được sự an ủi lớn, liền từ trên không hạ xuống, tức thời đến chỗ Đức Phật Diên Đăng, phát lòng tin thanh tịnh rời nhà xuất gia, thường tu phạm hạnh. Này Xá Lợi Tử, ông đối với Phạm Chí Bảo Vân chớ khởi dị kiến, đừng sinh nghi hoặc. Vì sao? Vì Phạm Chí ấy chính là ta đây. Lúc đó ta đem 5 cành hoa ưu bát la rải lên đảnh của Đức Phật và cũng rất ham thích lắng nghe chánh pháp Bồ Tát Tạng, thọ trì, đọc tụng, khai thị rộng rãi, diễn nói cho mọi người đầy đủ chánh hạnh. Đó là hạnh vô tướng. Vì thế cho nên mau chóng được thọ ký chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, nếu ta đối với pháp hạnh thanh tịnh ấy mà không dùng thần thông trí lực thành tựu các pháp, thì Đức Phật ấy không thọ ký Bồ Đề cho ta. Lúc đó ta đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng an lập chánh hạnh theo những gì mà mình đã nghe được.
Đó là hạnh vô tướng, hạnh bất khả đắc, và thấy Đức Phật ấy siêu việt bình đẳng hơn tất cả hạnh. Ta đối với Đức Phật ấy, biết tự tánh của tất cả pháp là không sinh, tùy thuận các pháp, khởi lên sự nhận thức bình đẳng, lại còn có khả năng đạt được pháp nhẫn vô thượng. Nhẫn ấy là gì? Đó là sắc nhẫn, thọ nhẫn, tưởng nhẫn, hành nhẫn, thức nhẫn, cho đến uẩn xứ giới các thứ pháp nhẫn. Tuy được các pháp nhẫn như thế, nhưng đó chỉ là khái niệm. Vì sao? Vì hành tích tập ấy không phải là pháp thế gian, không phải pháp dị sinh, không phải pháp vô học, không phải pháp duyên giác, không phải pháp Bồ Tát, không phải pháp chư Phật. Đối với tất cả pháp đều không thể được, vì không tập hợp như vậy. Đây gọi là được các pháp nhẫn. Lại nữa, nhẫn là đối với tất cả tướng, tất cả phan duyên trong một sát na cũng được nhẫn này. Đó không phải là nhãn giới, không phải nhãn cảnh giới tận, cho đến không phải nhĩ tỷ thiệt thân ý cảnh giới tận. Đối với nhẫn cảnh ấy, cũng không chỗ đến. Này Xá Lợi Tử, ta đạt được nhẫn ấy là do ta đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng luôn muốn lắng nghe, thọ trì độc tụng, khai thị rộng rãi, diễn nói cho mọi người, đầy đủ chánh hạnh, đó là hạnh vô tướng, hạnh bất khả đắc. Vì thế cho nên ta ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng mau chóng được thọ ký. Lúc nói lời này, trong hội có con của một trưởng giả tên là Nhân Thọ, nghe Đức Phật nói chánh pháp Bồ Tát Tạng, công đức chư Phật và hạnh Bồ Tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thuở xưa con từng theo tôn giả A Nậu Lâu Đà, học hỏi hiểu biết pháp A La Hán, dứt gốc già chết, sống trong nhà vắng lặng, nơi con chợt nghe chánh pháp Bồ Tát Tạng, công đức chư Phật và hạnh Bồ Tát, đó là đại thừa, là tối thượng thừa, thầm thâm, vi diệu đệ nhất, không có pháp nào hơn. Đó là pháp chánh đẳng, chánh giác, mà con đích thân nghe Đức Phật nói, đích thân lãnh thọ. Đối với chánh pháp này phát sinh vô lượng sự hiểu biết thù thắng thầm thâm vi diệu. Đối với pháp này không thể kể hết, không có chấp trước, không hiểu việc bậc thánh làm. Đó là pháp thầm thâm vi diệu thứ nhất, bậc nhất, không có pháp nào cao hơn. Đối với pháp ấy tích tập thoái chuyển. Thưa Thế Tôn, chánh pháp Bồ Tát Tạng này đối với Phật thừa, cho đến tất cả thừa, nó là tối thượng, khai thị đệ nhất, thương xót vô cùng, nhiều ích, vô lượng, an lạc trời người, độ tác tất cả. Đối với bậc học hay vô học, phải nên đạt đến địa vị Bồ Tát. Vậy ai là người không phát tâm chánh đẳng chánh giác? Nhân Thọ lại thưa tiếp. Bạch Thế Tôn, đối với khổ tập rất khó thành tựu chánh đẳng chánh giác. Đức Phật dạy, này Nhân Thọ, đúng vậy, đúng vậy. Nhân Thọ thưa, thưa Thế Tôn, hành tương ấy đối với tâm chánh đạn chánh giác, không có thoái chuyển, tích tập tinh tấn. Như Phật Thế Tôn đã trải qua hằng hà sa số, ở chỗ của mỗi chư Phật phát tâm Bồ Đề đã có khả năng an trụ bình đẳng như vậy, tinh tấn chứng quả Bồ Đề, có khả năng an ổn các Bồ Tát Đạo. Vì sao? Về trí tuệ chư Phật vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể kể hết. Thưa Thế Tôn, nếu không khéo tu tập pháp này, phân biệt quá ngại, tuy có trải qua trăm ngàn cô chi na do đa kiếp, đối với quả Bồ Đề này cũng rất khó được. Thưa xong, Nhân Thọ ở trước Đức Phật nói kể rằng, trong ngàn cô chi kiếp, con phát tâm Bồ Đề. Thế chúng sinh biến nhát, chìm đắm trong khổ não, giả sử thấy đầu mắt, chất hơn núi Tu Di, luôn nhất tâm như vậy, siêng năng không biến nhát. Nếu con trụ Phật Đạo, lại lạc các hữu tình, do nương vào Như Lai, được sức tinh tấn này. Thừa này là đại thừa, Phật nói là tối thượng, người ham thích Bồ Đề, nhất định không kiến thủ, cứu hộ các khổ não, giải thoát mọi nẻo ác, chánh giác nghĩa lợi này, chỉ có Như Lai nói. Nói kệ xong, Nhân Thọ khởi lòng tin hiểu pháp chư Phật, không năm trước thú vui vợ con quyến thuộc thế gian, hướng về Phật Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, nhảy quanh bên phải ba vòng, trong khoảng sát na liền trở về chỗ cũ, cùng với quyến thuộc bảy vợ, bảy con trai, bảy con gái, bảy người ở, bảy kẻ hầu, đều mang nhung lụa mịn màng, giá trị ngàn vạn và có thứ kỹ nhạc, cùng với 500 người, rời khỏi Đại Thành Vương Xá đi đến chỗ Đức Phật.
Lúc đó mọi người thấy việc này rồi, liền đến hỏi. Đợi mọi người hỏi xong, nhân thọ con trưởng giả trả lời. Các vị nên biết, Đức Như Lai hiện đang ở núi Kỳ Sa Quật, được vô lượng vô số trăm ngàn đại chúng cung kính vây quanh. Ngài chỉ dạy rộng rãi, vô lượng thiện pháp trí tuệ của Đức Phật không thể nghĩ bàn, không thể kể hết. Nay tôi và quyến thuộc đang đến chỗ ấy để nghe pháp nghĩa thầm thâm phi diệu của Như Lai, đem sức thiện căn giải quyết mọi điều nghi ngờ, vì mong muốn được nhiếp thọ chánh đẳng chánh giác. Các vị cũng nên thân cận Đức Phật ấy, gieo trồng các căn lành. Nghe thế, mọi người đều hoan hỷ xin đi theo. Lúc đó con của trưởng giả cùng với quyến thuộc 100, 500 kỹ nhạc và mọi người đến chỗ Đức Phật rồi, đem hoa hương, anh lạc hương, xoa hương bột, tràng hoa bảo cái, kỹ nhạc, ca vịnh, cúng dường, các món, và đem nhung lụa mịn màng, trị giá 100.000 tung trải lên Đức Phật, rồi đến trước Đức Phật nói kể rằng, xưa trải qua nhiều kiếp, xuyên tu hành Bồ Đề, tự tại trong các pháp lợi lạc các hữu tình, nơi con sẽ như vậy, cung kính dân cúng dường, thấy đấng lưỡng túc tôn, thường tu hành thanh tịnh, hiện chứng đạo vô thượng, nên con dân cúng dường, con cùng các quyến thuộc, nhắc theo cả ngàn người, đều thân cận Như Lai, tất cả quy mạng lễ. Con của trưởng giả nói kệ tán thán rồi là bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con và quyến thuộc, hướng dẫn mọi người đến chỗ Thế Tôn. Tất cả đều trụ tâm, chánh đạn, chánh giác, trong các căn lành, đối với đạo vô thượng, thể không còn toái chuyển. Nói lời ấy rồi, tất cả thưa rằng, thưa Thế Tôn, chúng con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, các ưu bà tát chúng con cuối sinh nhiếp thọ, mong dứt được hình thọ, xa lìa giết hại, hứa đến cửa giải thoát, đồng thời phát đạo tâm, vô thượng của sinh Thế Tôn vì chúng con mà nói pháp vi diệu, sinh Thế Tôn, cho bỏ rơi chúng con và chúng sinh khổ não ở đời vị lai, nguyện sinh cứu vớt, chúng này thưa ba lần như vậy. Vì lòng thương xót vô biên, nên Đức Thế Tôn hiện đại thần thông bay lên hư không ngồi kiết già. Lúc đó con của trưởng giả và mọi người thấy việc này rồi, đều khen chưa từng có. Đức Thế Tôn ấy dùng sức oai thần, đưa cả đại chúng lên hư không. Con của trưởng giả cùng với quyến thuộc 500 kỹ nhạc, vui mừng khôn xiết, đứng giữa hư không chắp tay, nhiễu quanh bên phải ba vòng, rồi đảnh lễ sát chân Đức Thế Tôn, rồi lên các loại kỹ nhạc ca vịnh công đức của Đức Phật. Lúc đó nhờ thần lực của Đức Phật nên khắp cả, vô lượng vô biên 100.000 vô thiện na ở giữa hư không, bỗng nhiên hóa thành đại chúng tỳ kheo 1.250 vị, cùng với quyến thuộc 60.000 người, từ phương đông đến muốn nghe Đức Thế Tôn nói pháp. Thế đại chúng ấy, Đức Thế Tôn liền dùng thần lực hóa 5 lầu cát, trang nghiêm các thứ rất hiếm có. Mỗi mỗi lầu cát đều phát ra phạm âm, chỉ nói pháp vi diệu, đã có 100.000 câu chia các chúng thiên tử, đem thiên hoa mạng Đà La rải lên Đức Phật. Nhờ thần lực của Đức Phật nên các hoa rải khắp không trung đã biến thành lầu các hoa. Lúc đó con của trưởng giả và các đại chúng tới các đại thần thông biến hóa trang nghiêm thanh tịnh như vậy, phát sinh vô lượng thân cận ham thích, biết được tâm niệm ấy, Đức Phật liền thuyết liêm nhiếp thần lực trở về phương đông, tướng hoàng như cũ. Thấy điều đó, A Nan liền bày vai phải chắp tay cung kính bạch Phật, bạch Thế Tôn. Vì nhân duyên gì mà Thế Tôn hiện thần biến hóa, cô xin Thế Tôn về chúng con mà nói. Này A Nan, nay ta vì nhân thọ con của trưởng giả cùng quyến thuộc, các chúng kỹ nhạc đã cúng dường ta. Người này trải qua 100.000 câu chi kiếp không đọa đường ác, thương sinh lên cõi trời. Người hưởng mọi thú vui thù thắng vi diệu, hết kiếp này rồi cũng lại tôn trọng cúng dường Đức Như Lai, đạo hạnh ứng chánh chánh đẳng giác. Trong 25 câu chi kiếp không còn luân chuyển, 7 người vợ khi bỏ thân mạng này rồi sẽ chuyển thân nữ thành tướng đại trượng phu, là cùng Bồ Tát Nhân Thọ ở trong một kiếp tu hành Bồ Tát. Này A Nan, Bồ Tát Nhân Thọ đương lai sẽ được thành Phật hiệu là Đẳng Tâm Như Lai, đầy đủ 10 hiệu cùng với quyến thuộc lần lượt tọa ký đều được thành Phật. Chúng kỳ nhạc 500 người do cúng dường Đức Phật, nhờ nhân duyên ấy nên trải qua A Tăng kỳ kiếp, không đọa đường ác, ngay câu chi kiếp thường làm chỗ đơn thánh phương. Quá số này rồi cúng dường tôn trọng 10.000 Đức Như Lai, trong một kiếp đều sẽ thành Phật của một danh hiệu. Còn 1.000 người dân kia, theo sau kia, sau khi Đức Từ Thị Như Lai Niết Bàn,
quá hằng hà sa kiếp tôn trọng cúng dường ngàn cô di đức Phật, rồi sẽ được thành Phật hiệu là Hy Thắng Như Lai, đầy đủ 10 hiệu. Khi ấy Đức Phật bảo Bích Xô Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, Vua Xà Thế cùng Bà La Môn Cụ Túc Đăng và ngàn người, sau khi chánh pháp diệt rồi, quá kiếp đau bệnh, giờ đời vị La có Phật ra đời hiệu là Từ Thị. Lúc đó tuổi thọ của hữu tình sống rất lâu, đến 80000 tuổi. Là có ngàn bích chi Phật ra đời. Lúc đó các người này thân cận cúng dường, tôn trọng tán thán, cũng là tôn trọng tán thán cúng dường Đức Từ Thị Như Lai, trải qua 25 câu chi Na Do Đa Kiếp, không còn toái chuyển trong các căn lành, rời nhà xuất gia thành quả Bồ Đề, và thấy ngàn người đồng thời phát tâm chánh đạn chánh giác. Lúc đó 60 Na Do Đa trời người xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Đức Phật bảo A Nan: Này A Nan, những kẻ ngu không thể phát sinh lòng ngưỡng mộ tín hiểu thanh tịnh tôn trọng tán thán Đức Phật. Vì sao? Vì những người một chút thiện căn còn không có, thay huống là chứng đại niết bàn của Như Lai. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kệ rằng: Nhờ tôn trọng chư Phật được các tường tối thắng, cúng dường bậc điều ngự được đại quả tối thắng, sau chư Phật diệt độ được thấy Xá Lợi Phật, cũng như số hạt cải nên tu tập rộng lớn, sau khi Phật diệt độ, người cúng dường Xá Lợi nên sinh tâm bình đẳng, hệt Như Lai trụ thế. Bởi do phát tâm này, cúng dường đấng vô thượng, ngộ Bồ Đề bình đẳng, quả báo cũng như vậy, được thiện thể nhiếp thọ, xử lý các đường ác. Người này hướng Niết Bàn, không có gì là có, khai thị cấm giới Phật, tam a địa tối thượng, và thắng giải thanh tịnh, được quả Phật vô thượng. Khi cúng dường thế rồi, mau hướng thiện tu tập, được chánh giác vô thượng, tuyên nói pháp đệ nhất. Nếu người muốn biết rõ, thân cận pháp chư Phật, muốn đạt được đa văn, thâm tâm không nhàm chán, chuyện luân vương tự tại và dòng hạ tịnh hạnh, độ phước tướng trang nghiêm, cùng thời được xuất ly. Đức Thế Tôn nói kệ rồi bảo Bích Xô Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, nếu thì nam thì nữ an trụ đại thừa, muốn mau chóng thành chánh đẳng chánh giác, nên đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng nghĩa lợi thù thắng, ham muốn đa văn tọa trì độc tụng, cho đến khai thị rộng rãi diện nói cho mọi người, nếu làm được như thế thì chính là nối nắm tam bảo, khi không bị đoạn diệt, đạt được bốn vô lượng tâm, không bị thoái chuyển, sáu pháp ba la mật, bốn nhiếp sự, nhiều ít hữu tình đều được tương ưng. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, chánh pháp Bồ Tát Tạng này chính là đạo Bồ Đề. Vì sao? Về chánh pháp Bồ Tát Tạng này nhiếp thọ chánh đạn chánh giác, đó chính là tư lương của Bồ Tát, nên học như vậy không để đoạn tuyệt. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, điều mà mọi gọi là thành tựu chánh đạn chánh giác, tất cả ba la mật đa có khả năng đối với tất cả ba la mật đa của Như Lai, khéo tu xuất ly, đối với địa vô lượng đạt được tất cả khả năng của Như Lai, cho đến được địa vị của Như Lai. Nếu đối với Ba La Mật Đa mà được như vậy thì được an trụ tất cả Ba La Mật Đa. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền nói bằng kệ rằng: Người phát sinh trí tuệ nói tất cả hữu vi, do trí và vô minh nên các khổ hữu vi. Đối nghiệp và nghiệp báo phải nên biết như vậy, nếu không nghiệp không báo, hiện tiền được xuất ly. Khi Đức Thế Tôn nói kệ rồi, Cụ Thọ Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát, các chúng tỳ kheo, tất cả thế gian, trời, người, Atula, Cà Tất Bà, nghe Đức Phật dạy, đều hết sức, hoan hỷ, tín thọ, phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này, hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa, Bồ Tát Tạng, Chánh Pháp Kinh, quyển 40 hết.